Chiều nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15 tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Qua thảo luận, đa số đại biểu đánh giá cao chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc chuẩn bị hồ sơ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 công phu kỹ lưỡng, bám sát các căn cứ chính trị, pháp luật, thực tiễn. Nhiều ý kiến cho rằng việc chuẩn bị quy hoạch sử dụng đất lần này được chuẩn bị tốt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, chính phủ cần báo cáo thêm, giải trình rõ hơn các nội dung như tình trạng quy hoạch giai đoạn vừa qua được xây dựng rất chậm, hay cơ sở dữ liệu về đất đai hiện nay còn nhiều vấn đề đặt ra, chưa hoàn thiện, chưa thực sự phục vụ hiệu quả cho việc quản lý sử dụng đất đai. Cần tiếp tục rà soát số liệu trong quy hoạch và nếu cần thiết có thể trình Quốc hội nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển mới, tư duy mới trong các giai đoạn phát triển tới đây. Phiên họp này cũng khép lại được một kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, đợt 2 của kỳ họp sẽ tiếp tục diễn ra tại nhà Quốc hội từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11.